Để tiếp là về cái tượng Phật. Vì này hỏi là con có đọc trong cuốn Dẫn Lối Về Nguồn của Ngài Định Lực thì thấy Ngài nói phong tục thờ tượng Phật chỉ có sau thời đời vua Asoka. Nguyên do là vua Asoka cầu xin Long Vương, chắc là rắn Naga, biến thành hình tướng của Thế Tôn để vua cho người tạc tượng chiêm bái, nhưng Ngài Định Lực không dẫn nguồn cho nội dung trên. Sau này con có đọc thêm trên báo Giác Ngộ nói về mỹ thuật Phật giáo, cũng có nói rằng thời Thế Tôn nhập diệt khá lâu thì tạo hình trong Phật giáo chỉ có những hình tượng bao gồm Pháp Luân Nai để chỉ bài thuyết pháp đầu tiên, dấu chân Phật chứ không có tượng Phật. Nhưng sau này con lại làm thất lạc biết đó rồi, kính mong sư có thể giảng thêm những nội dung này để cho con rõ thêm về nguồn gốc của thông tin. Cái này đó thì cho sư rầy nha, là không nên xem sư như là một cái Google. Google nó khác và sư khác. Xem sư như Google có nghĩa là xem sư như một cái công cụ. Rồi quý vị có cái gì quý vị cứ quăng lên là sư tự nhiên là sư phải tìm cho nó ra cho quý vị, thì không có nên như vậy. Nếu như mà quý vị đi học đại học ở nước ngoài thì nhất là đại học ở phương Tây, quý vị sẽ thấy là cái cách dạy rất là khác với ở Việt Nam. Tức là sinh viên sẽ tự tìm hiểu vấn đề, tự tìm tòi vấn đề, rồi cái gì không hiểu á mới đem đi lên hỏi giảng sư, và cái vị giảng sư đó mới trả lời những vấn đề mà cái người sinh viên họ không hiểu, chứ không phải là quý vị bắt cái ông mà giáo sư đó là trở thành cái máy Google cho quý vị nha. Nó khác dữ lắm. Cho nên những cái thông tin mà quý vị hoàn toàn có thể lên lên trên Google á, thì quý vị Google dịch sư, tìm ở trên đó dịch sư, tự mình tìm kiếm dịch sư. Ngay cả cái chuyện những cái câu hỏi cũng vậy đó. Sư đã nói bao nhiêu lần rồi là trước khi đặt câu hỏi là mình phải tìm coi là đã có câu trả lời tương tự hay chưa. Nhưng rất nhiều người họ chỉ đơn giản là cứ hỏi đi, trùng thì ổng tự nhiên là ổng sẽ cho mình biết cái nằm trong video nè. Thì như vậy á, cái tâm lý quý vị sẽ là cái tâm lý coi ông sư thành một cái công cụ làm việc cho quý vị, thì đó là cái điều không có nên. Google chưa tính phí đâu, và nên học cách tìm kiếm. Những vị mà lớn tuổi thì không nói nha, 50 60 tuổi thì không nói, nhưng các bạn trẻ thì các bạn phải tự thân vận động. Rồi còn riêng về cái vấn đề này đó, thì ở trên mạng có rất là nhiều những tài liệu nghiên cứu, ví dụ như là lịch sử về cái tượng Phật á, tài liệu tiếng Anh có đầy ra đó nha, quý vị tìm kiếm đi và sẽ ra hết. Cho nên là vấn đề này thì sư không có trả lời, để cho quý vị ý thức được. Hỏi ông sư thì nó sẽ khác, mà hỏi Google được thì cứ lên Google hỏi ha. Và qua cái câu hỏi tiếp theo.